Trên tóc em có gì nè? Chết, ảnh thấy gầu trên tóc mình. Hẳn là cô ấy chưa dùng Rejoice trị gầu mới. Này với tinh chất làm mượt và kỹ thuật ZPT tiên tiến, Rejoice trị gầu mới cho bạn mái tóc không những sạch gầu mà còn suông và mềm mại đến không ngờ. Trên tóc em có gì nè? Đã đến lúc bạn có mái tóc sạch gầu thật suông và mềm mại.